Tôi Tất Nam Duy xin chào. Đây clip lần này mình quay cho các bạn coi bộ ghế mà chạm bông vàng tay 12 mặt có sồi. Ở clip bên dưới đấy các bạn, clip bên dưới là mình quay tại xưởng á. Đó là trước khi mình đi giao cho khách, còn đây là mình giao cho nhà cho khách rồi. Quay lại cho các bạn coi. Thì với chất liệu là gỗ chạm bông vàng tay 12 bằng ghế dài là 1m93, mặt bàn mặt ghế là gỗ mặt gỗ sồi, dày là 1/8. Đây hàng này bên mình có giá là 9,8 triệu, có tặng kèm kính mặt bàn và miễn phí vận chuyển tận nhà trong phạm vi là 40 cây. Đây là mình đã bàn giao tới nhà khách hàng, thì mình quay clip ngắn để cho các bạn tham khảo nhé. Thì các bạn có thể kéo xuống trong cái mục video, các bạn có thể kéo xuống cái video mình phát trước, hai cái video trước ấy, là các bạn thấy cái video mình quay tại xưởng nhé. Còn đây là mình đã trao tới cho khách. Đó, rất là đẹp. Ok. Rồi. Cảm ơn các bạn theo dõi clip lần này nhé.